tối mùng hôm qua ngày 14 tháng 8, thông tin công chúa béo Quỳnh Anh, vợ Duy Mạnh bị tố nhập nhằng lương thưởng, thái độ cáu bản, chỉ biết chửi mắng không suy xét, bất ngờ xuất hiện và gây chú ý trên mạng xã hội. Tất cả xuất phát từ bài đăng của hát Dê, một người tự nhận là nhân viên đang làm việc tại shop thời trang mỹ phẩm do hai chị em Quỳnh Anh và Huyền My làm chủ. Shop thời trang và mỹ phẩm do chị em Quỳnh Anh, Huyền My làm chủ bị tố nhập nhằng chuyện lương thưởng. Người này cho biết dù đã xin nghỉ nhưng phía Quỳnh Anh từ chối trả hết lương mà đề nghị hết giãn cách hát, về quay lại bàn giao công việc thì mới được nhận đủ, nếu không chỉ nhận lương cứng. Hậu bài tố, Huyền My cũng đã đại diện lên tiếng. Chị gái Quỳnh Anh đã giải thích ngọn ngành các khúc mắc liên quan đến chuyện lương, chuyện bất đồng quan điểm với nhân viên. Mới nhất, vụ việc cũng có thêm những diễn biến mới do bên hát, dê cập nhật. Cụ thể, vào khoảng 2 giờ sáng, Nhân viên này đã chia sẻ thêm một loạt tin nhắn giữa mình và Huyền Mi. Theo nội dung đoạn trác, thì Huyền Mi cho hay cô muốn trao đổi trực tiếp thay vì đôi co trên mạng bởi như vậy sẽ không có lợi cho cả hai. Đồng thời, bên Huyền Mi cũng quyết định gửi trả toàn bộ lương thưởng tháng rồi cho HR. Nếu đã là những hiểu lầm không đáng có thì chị không muốn chia tay một nhân viên đã hơn một năm gắn bó theo cách như này mặc dù em không yêu cầu, nhưng chị cũng sẽ chuyển tiền thưởng tháng 7 đúng như nguyện vọng cho em. Tiền hàng em lấy tiền phạt tháng 7 trị cho em, tin nhắn Huyền Mi viết. Nội dung đoạn trác mới nhất do người tố đăng tải cho thấy bên Quỳnh Anh đã chuyển thêm thưởng là 3,5 triệu, sau người này quyết định trả lại, tiền hàng và tiền phạt tháng 7, cho chủ. Tuy nhiên, cái kết cuối cùng là hát, dây đã chích một phần trong tiền thưởng để chuyển lại cho Quỳnh Anh và Huyền My. Đó là tiền sản phẩm tiền phạt của HZ trong tháng 7. Đến tầm này thì không cần gì nữa, cho cũng không dám xin. Mình sẽ chơi bên shop check lại các khoản và làm rõ lại với shop. Và y nên mình xin phép được khóa comment bài này lại, xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều, người này nói thêm. Nhân viên này đã khóa bình luận bài tố ngay sau đó. Khi sự việc nổ ra, chúng tôi đã liên hệ với HG nhưng người này không nhận cuộc gọi. Ảnh tổng hợp